Trước khi đến với phần thực hành thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về diễn họa thông tin. Diễn họa thông tin là một hoạt động rất phổ biến ở các nước phát triển như Anh, Úc, Mỹ, Canada. Công cụ này không chỉ hỗ trợ tốt cho những hoạt động cá nhân mà còn là công cụ rất hữu ích cho hoạt động tập thể. Các bạn có thể dễ dàng bắt gặp diễn họa thông tin ở rất nhiều những cái sự kiện của các cái tập đoàn lớn như là IBM hay là Dell. Ngoài ra các bạn có thể gặp diễn họa thông tin ở sự kiện như là TED quốc tế. Diễn họa thông tin chúng ta hiểu một cách đơn giản, nó chỉ là sự kết hợp giữa từ ngữ và hình ảnh để giúp truyền tải thông tin và ý tưởng hiệu quả hơn. Trước đây thì mình đã đào tạo cho rất nhiều các đối tượng, bao gồm cả trẻ em và người lớn. Bây giờ các bạn sẽ nhìn một số hình ảnh, các cái bức diễn họa thông tin hay những cái bức sketch note mà của các bạn học viên trong những cái khóa học và trong những cái workshop của mình trước đây. Các bạn có thể thấy là những cái sketch note này nó rất là trông rất là thú vị và đẹp. Thế nhưng mà tất cả những cái sketch note này đều được tạo nên bởi những người mà chưa từng biết vẽ là gì. Họ không có nhiều kinh nghiệm trong việc vẽ vời. Điều đó có nghĩa là cái kỹ năng này nó không đòi hỏi là bạn phải là một người có khả năng vẽ đẹp hay là một người có thiên hướng nghệ thuật bẩm sinh gì cả, mà nó chỉ là một cái kỹ năng rất đơn giản mà ai cũng có thể gặp được, kể cả những em học sinh lớp 6 lẫn những người đã lâu rồi không động đến bút vẽ. Tại sao chúng ta lại nên dùng diễn họa thông tin? Nhất là diễn họa thông tin có rất nhiều những cái lợi ích, và cái lợi ích đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó là diễn họa thông tin giúp tăng cường cái khả năng tập trung, tạo hứng thú và khiến cái quá trình ghi chép và tổng hợp thông tin nó trở nên thú vị hơn rất nhiều lần. Bên cạnh đấy thì cái việc ứng dụng diễn họa thông tin còn giúp cho những cái ý chính, những cái ý quan trọng về mặt nội dung trở nên nổi bật hơn, giúp cái người ghi chép có cái nhìn tổng thể về chủ đề được ghi chép. Diễn họa thông tin có thể ứng dụng được trong rất nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau. Đơn giản nhất là các bạn có thể ứng dụng trong khi ghi chép bài trên lớp, hay là tham dự một cái cuộc hội thảo hay là hội họp nào đó. Cái việc ứng dụng diễn họa thông tin trong quá trình ghi chép sẽ giúp cái quá trình đó trở nên thú vị hơn, đặc biệt là trong những cái giờ học nó hơi buồn ngủ, nhàm chán. Ngoài ra các bạn có thể ứng dụng diễn họa thông tin khi các bạn cảm thấy thiếu ý tưởng, dùng diễn họa thông tin như một cái công cụ để tư duy và tạo ra nhiều ý tưởng mới sáng tạo hơn. Có rất nhiều những cái bạn học viên của mình trước đây đang là những học sinh cấp 3 chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, thì các bạn có một cái phản hồi đó là khi ứng dụng cái kỹ năng này để ghi chép bài thì các bạn nhớ bài hơn, tốt hơn rất là nhiều. Nó hỗ trợ rất tốt cho việc các bạn học các cái môn mà nó hơi nặng về lý thuyết. Ngoài ra thì còn có một số bạn học viên của mình còn ứng dụng cái công cụ này để viết CV, để tạo ra những cái CV rất là sáng tạo. Mình rất khuyến khích các bạn có thể ứng dụng cái kỹ năng này trong việc viết CV, bởi vì nó sẽ làm cái CV của các bạn trở nên nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Nó đặc biệt phù hợp với những cái ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo như là marketing, sale và truyền thông. Công dụng thứ tư của diễn họa thông tin đó là các bạn có thể sử dụng diễn họa thông tin để trình bày ý tưởng sáng tạo hơn. Trên hình là chị Miranda, chị là người Hà Lan. Trước đây thì chị từng là học viên trong một cái workshop bằng tiếng Anh của mình. Thì chị ứng dụng cái diễn họa thông tin này để trình bày ý tưởng về cái dự án của chị. Bởi vì ban đầu khi chị giải thích bằng lời không thì cái dự án của chị nó hơi mơ hồ và khó hiểu. Nhưng mà khi chị trình bày sáng tạo dưới dạng hình ảnh như một câu chuyện thì mọi người lại cảm thấy rất hứng thú và hiểu hơn cái dự án của chị. Công dụng cuối cùng mà mọi người hay ứng dụng cái diễn họa thông tin này đó là các bạn có thể sử dụng công cụ này để tạo ra một cái bài thuyết trình mà ở người phương Tây thì họ thường gọi đó là flip chart presentation, tức là các bạn có thể vẽ sẵn ở trên giấy cái nội dung mà các bạn muốn thuyết trình. Cái hình vẽ này nó cũng chỉ rất là đơn giản, dễ nhìn thôi, chứ nó cũng không đòi hỏi là các bạn phải vẽ một hình vẽ gì đó quá cầu kỳ hay là cần phải quá đẹp hay là quá nghệ thuật. Cái công dụng của cái việc thuyết trình như thế này đó là nó sẽ giúp kết nối cái sự tương tác, nó sẽ giúp cái sự tương tác giữa cái người nói và cái người nghe trở nên tốt hơn và khiến người nghe muốn đặt cho các bạn nhiều câu hỏi hơn cũng như là chú ý đến bạn hơn. Đấy là ưu điểm của cái hình thức thuyết trình này, nó sẽ có nhiều ưu điểm và giúp các bạn thể hiện mình tốt hơn là cái hình thức thuyết trình bằng công nghệ như là PowerPoint. Vậy thì công cụ này phù hợp với những cái đối tượng nào? Bất kỳ những đối tượng nào có hứng thú với việc học một kỹ năng mới, một kỹ năng sáng tạo, hay là hứng thú với việc là truyền đạt thông tin một cách truyền đạt cũng như là ghi nhớ thông tin một cách hiệu quả và tốt hơn thì đều có thể học cái kỹ năng này. Cái kỹ năng này thì nó không đòi hỏi bạn là một người biết vẽ hay là một người có năng khiếu khả năng nghệ thuật gì cả, mà bằng cái sự hướng dẫn phù hợp và những cái bài tập rất là đơn giản, các bạn có thể dễ dàng ứng dụng cái kỹ năng này trong học tập hay trong công việc. Có một vài câu chuyện thú vị về những cái nhân vật nổi tiếng trên thế giới cũng ứng dụng cái kỹ năng này. Ví dụ như là Hillary Clinton, hay là cụ thể hơn và dễ dàng nhận biết được nhất đó là gần đây ở trên cái tạp chí cafebiz.vn
thì có một cái bài báo rất hay về một vị CEO của hãng Nike, là giám đốc điều hành của hãng Nike, ngài Mark Parker. Vị này có một cái thói quen rất là thú vị, đó là khi bất kỳ cuộc họp nào thì cũng mang theo sổ và bút ngồi vẽ. Thế thì khi hỏi là tại sao ông lại ngồi vẽ như thế thì Parker đã giải thích là cái việc vẽ như vậy giúp cho quá trình động não tư duy trở nên rõ ràng và sáng sủa hơn.